cửa hàng độ đèn xe máy Sonan. Xin chào các bạn. Phía trước của các bạn đang xem đây là hai chiếc xe Winnie của hai vị khách hàng độ Bilet bên shop mình nha. Phiên bản lé Bilet Get Margit 2.0 các bạn nha. Hiện tại thì Bilet giá tầm trung bình, độ sáng cực kỳ đỉnh luôn các bạn nha. Đó, nó nằm phân khúc giá là trung bình các bạn, dễ cho anh em dễ tiếp cận ha. Đó, ok ha. Hiện tại thì hai vị khách hàng này chơi giống nhau luôn các bạn. Mắt quỷ là chỉnh áp i8 và vòng 3D luôn, chỉnh áp i8 luôn các bạn nha. Đó, các bạn thấy rất là chất luôn ha. Rồi, ok, bây giờ anh chỉnh hiệu ứng giùm em luôn. Hiệu ứng số 2, anh chỉnh số 2 luôn anh. Đó, số 2 luôn ha. Đó, các bạn ha. Thì hai anh chơi đều full giống nhau luôn các bạn. Rồi, ok, hai anh bắt xin em cái luôn. Bắt xin em. Đó, mở bắt xin đó, ok ha. Đối với dòng sản phẩm, rồi được anh. Dòng sản phẩm Bilet Get Margit 2.0 này, phiên bản này khi các bạn bắt xin pha các bạn rất là chất luôn, ở có hai chip led phụ trợ pha các bạn ơi, cực kỳ đỉnh luôn. Hiện tại thì chưa có quả bi nào có lợi thế như quả Bilet Get Margit 2.0 các bạn nha. Nó có thêm hai nhân led trợ pha ha, chip led kép luôn ha. Và đặc biệt là độ sáng cho ga, độ sáng khi lắp đặt cho dòng xe Winnie này, độ sáng có thật 100%, pha thật 100% luôn các bạn nha. Các bạn nào mà đã chưa xem được video có thể kết nối Zalo giúp mình ha các bạn ha. Số điện thoại của mình là 0346669686 nha các bạn, để mình tư vấn cho các bạn về các dòng xe nha các bạn nha. Rồi, ok, chỉnh áp tiếp đây. Nó rất là nhiều hiệu ứng luôn các bạn. Đó, hiệu ứng tiếp theo là hiệu ứng nháy nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nửa luôn, hàn cái chỉnh đi. Đó, hiệu ứng số 5 nè, hiệu ứng số 6 nè, hiệu ứng số 7 luôn anh. Số 7 luôn nè các bạn. Rồi, hiệu ứng số 8 luôn. Số 8 nè các bạn. Rồi, số 9 luôn à. Đó, số A luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình chỉnh lại mà hiệu ứng một màu thôi anh. Nó nháy nè các bạn nháy nè. Rất là chất nha các bạn nha. Ở ngoài rất là chất luôn các bạn thấy không? Đó, thấy không? Cực kỳ chất luôn các bạn. Rồi, ok, bây giờ anh chỉnh hiệu ứng DM2. Đó, DM2 nè. Rồi, ok, anh chỉnh màu đỏ coi. Màu đỏ rồi, màu xanh lá. Màu xanh lá nè các bạn. DM2 là ở bên viền đèn chiếu sáng zin và mắt quỷ. Nó là DM đó các bạn. Hiện tại là DM rồi, DM3 luôn. Đó, số 3 đó các bạn, xanh lá nè, xin lỗi xanh dương nè các bạn. Rồi, nữa đây, nữa luôn, màu đỏ nè, quá đỉnh luôn các bạn ơi. Hai dòng xe này rất đỉnh luôn. Rồi, nữa đây. Đó, mình có thể chỉnh màu theo yêu cầu của các bạn ha. Đó, chỉnh màu sắc theo yêu cầu của các bạn luôn. Và tiếp tục nữa là anh chỉnh DM1 giùm em luôn. DM1 là dòng thiên thần. Dòng thần thì mình chọn nó màu đỏ này thì mình bấm vô màu đỏ. Rồi, xanh dương bấm xanh dương, xanh lá bấm xanh lá, tùy ý mình lựa chọn nha các bạn nhé. Nó mặc định được ha, mình thích màu nào thì mình để màu đỏ ha. Đó, ok ha. Ở ngoài các bạn sẽ thấy rất là đẹp nha các bạn, rất là ngầu luôn. Độ cái ánh sáng của nó sẽ nét hơn trong video của các bạn xem rất là nhiều ha. Rồi, ok. Đó, đây là Bilet Get Margit 2.0 các bạn nha, cực kỳ đỉnh luôn. Ở phân khúc giá như thế này thì đây là đôi Bilet rất là đỉnh nè các bạn. Này, Get Margit 2.0 nha các bạn. Rồi, ok, cảm ơn hai anh khách hàng đã ủng hộ shop rất là nhiệt tình luôn các bạn ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay về phía sau để cho các bạn thấy độ sáng trong shop mình. Anh mở cho đoạn code em luôn. Đó, code nè các bạn. Code này rất là đỉnh luôn các bạn ơi, cực kỳ đỉnh luôn. Đó, hiện tại thì không có shop mình thì không có thiết kế mấy cái đường tránh trắng cho các bạn xem rõ được, nhưng mà có những video thực tế ở ngoài đường thực tế luôn các bạn. Các bạn sẽ thấy nó rất là sáng. Pha này các bạn. Đó, bắt xin. Ok ha. Rồi, tắt giùm em luôn, tắt mình. Ừ. Rồi, bắt xin em cái luôn anh, bắt xin này. Bắt xin này. Bắt xin quá đã luôn các bạn ơi. Ô, cực kỳ khủng luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha. Địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại là 0346669686 ha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Các bạn có thể kết nối số điện thoại trên đây qua Zalo giúp mình nha. 034
ba con số 6 các bạn, 9686. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.